Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby nói, Tổng thống Mỹ vẫn cho rằng việc lực lượng Israel tái chiếm Gaza là không tốt cho Israel. Một trong những cuộc thảo luận mà ngoại trưởng Antony Blinken đã tiến hành trong khu vực là về vấn đề Gaza sau xung đột sẽ như thế nào, quản lý Gaza ra sao. Bởi dù thế nào đi nữa thì tình hình cũng không thể giống như ngày 6 tháng 10, không thể là Hamas quản lý. Cảnh báo mới nhất từ Nhà Trắng được đưa ra sau khi ông Netanyahu nói với kênh ABC News ngày 6 tháng 11 rằng tôi nghĩ Israel trong một thời gian không xác định sẽ có trách nhiệm an ninh chung. Đó là một trong những ý kiến đầu tiên mà ông Netanyahu đưa ra khi nói về tầm nhìn cho giải Gaza thời hậu xung đột với Hamas. Ý kiến này khác với quan điểm của Mỹ, bao gồm cả những tuyên bố của chính Tổng thống Joe Biden về tương lai của giải đất này.